Chiều nay, đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và các sở ngành thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tươi, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Cần Thơ, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố. Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Quý Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông Lâm Nhật Quang, Trưởng phòng Phòng Xây dựng Đô thị, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Trần Văn Quý, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Cờ Đỏ, cùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố. Các quyết định trên có thời hạn 5 năm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển mong muốn các cán bộ vừa được bổ nhiệm tiếp tục học tập kinh nghiệm, nghiên cứu các văn bản pháp luật để làm tốt công tác tham mưu về lĩnh vực xây dựng cơ bản, vượt qua khó khăn, phối hợp với các sở ngành liên quan ổn định công tác tổ chức và hoạt động trong điều kiện ban quản lý vừa mới thành lập, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.